tại sao chúng ta không đo được huyết áp? Hoàng Sơn xin chào bà con. Hôm nay Hoàng Sơn sẽ giải đáp thắc mắc tại sao máy đo huyết áp ở nhà của chúng ta đo không được. Thì nó có nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất, mình phải kiểm tra về máy, coi là máy có hoạt động tốt hay không. Thứ nhất là do pin nè, pin có hết pin hay không, và máy có hoạt động ổn định bình thường hay không. Đó. Và nếu mà máy đã ổn định rồi thì mình coi lại cái tư thế đo, cái cách đo của mình có đúng hay không. Đó. Nhiều khi cái dòng phấn của mình mình đeo bị sai. Đó. Mình đeo bị sai nè, hoặc là đeo bị ngửa, hoặc là mình đeo khi đo cái tư thế mình bị gập xuống hoặc cao lên, hoặc là khi đo nhúc nhích nói chuyện, rất là nhiều cái tư thế sai trong đó, thì làm cho cái máy nó không có kiểm tra được nhịp đập của mình. Thì một là nó báo ERO, ví dụ E1, E2, E3, E4, máy bơm không được, đo không được, quấn dùng quấn không đúng. Hoặc là khi đo rồi mà huyết áp chúng ta quá cao, hoặc là nó dao động nhiều, máy không dò được. Đó, nó cũng có thể là báo ơ, hoặc là máy sẽ không hiển thị. Rồi, thì đó là thứ nhất, rồi Sơn giải đáp lại nha. Là do máy, mình coi máy mình có còn đo được hay không. Do pin hay máy có hoạt động ổn định hay không. Rồi, mình có thể sử dụng cái máy này, mình đo cho cái người khác ha. Và cái thứ hai là cái tư thế của mình đo có đúng hay không. Và cái thứ ba là có một cái trường hợp đó là huyết áp ẩn. Huyết áp ẩn có nghĩa là có hàng giống như hàng ngàn trường hợp mới có một cái trường hợp như vậy thôi, thì rất là hiếm. Thì những trường hợp đó nhiều người không sử dụng được cái huyết áp điện tử này, mà bắt buộc phải dùng cái huyết áp cơ mà bác sĩ phải đo cho mình mới được. Đó thì hiếm, rất là hiếm có trường hợp đó. Thì cả nhà mình có thể dùng cái máy huyết áp đó mà chúng ta đo với những người khác thử xem tại sao đo người khác được mà đo mình không được, thì có thể là do mình. Còn nếu mà cái máy huyết áp mà đo không người nào được hết thì là do máy rồi ha. Hoặc là coi lại cái tư thế đo của mình có đúng hay không. Rồi, hôm nay Hoàng Sơn chia sẻ cả nhà mình vài thông tin. Đó, nếu mà có gì thắc mắc, cả nhà mình có thể gọi trực tiếp vào số điện thoại dưới để Hoàng Sơn tư vấn thêm nha. Rồi, chào tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại.